Mấy giờ rồi? Mười một giờ ba mươi. Tôi đau quá. Tôi sẽ khóa cửa ngoài, giống như là tôi không có ở đây. Anh giữ cái điện thoại này để liên lạc với ba tôi. Tôi đã cài báo thức rồi. Nhớ, nếu mà muốn về thì phải chờ tới khuya. Không thấy ánh đèn thì đừng kêu. Sáng tôi sẽ qua sớm để mở cửa. Bây giờ tôi về bệnh. Nếu bất ngờ có ai hỏi thì anh cứ nói là chờ tôi rồi tìm cách trốn đi. Ở đây anh chỉ là người quen đến chơi với tôi. Nhớ rồi. Thôi, anh ngủ miếng đi. Sách đi. Thằng Bình nó về bển chưa chú? Rồi. Còn gì nữa không? Được, chờ chút. Bình, ngủ chưa? Dạ. Ra đây con, ra đây nè. Dạ. Có điện thoại của Sách nè, nghe đi. Alo, tôi đây. Ủa, anh nói sao? Không không không, trở lại làm gì? Anh cứ ở yên đó, nhưng không có ai hết. Rồi, rồi. Có người tới rình phòng khi con vừa mới về. Bà thấy chưa? Dính vô làm gì? Một lần rồi bà chưa ngán sao? Tao dính vô làm gì? Trời ơi trời. Con Lệ nó nói để thằng Sách ở đó là có dụng ý. Trời ơi, bộ điên hết rồi hả trời? Mày nói ai điên? Cha mày điên hả? Mất dạy. Trứng mà không hơn dịch hả mày?
Báo cáo lãnh đạo, có người xưng là Tư Dịnh xin gặp lãnh đạo. Mời anh ta vô. Rõ. Mời anh vào. Cảm ơn. Dạ, chào đại tá. Mời anh ngồi. Anh tới đây chắc là có việc. Dạ, có việc rất quan trọng ạ. Anh nói đi. Dạ, chắc đại tá biết cô Lệ Lệ chứ hả? Cô Lệ Lệ ở Cần Thơ, biết. Dạ. Vừa rồi công an Cần Thơ có mời cô Lệ Lệ lên để nói chuyện về vụ thần sách. Lúc về, cô có cầm theo tấm hình. Theo lời cô kể, đó là hình của Hắc Hổ ạ. Sao lại có việc này? Mấy ông Cần Thơ làm gì như thế này là chết rồi. Dạ, anh cứ tự nhiên. Dạ, tôi biết được người trong tấm hình đó. Hắn tự xưng là Hai Sóc Trăng, rồi có ý đưa thần sách qua biên giới nữa. Anh chắc chứ? Dạ chắc ạ. À. Đó chỉ là phác thảo của công an Cần Thơ. Bây giờ anh Tư giúp tụi tôi vẽ lại chân dung Hai Sóc Trăng được không? Dạ nói thiệt á, đại tá khách sáo làm tôi ngại quá. Chào thủ trưởng. Các đồng chí cứ tiếp tục công việc. Đây là anh Tư ở Cần Thơ, người đã từng gặp Hắc Hổ. Các đồng chí sẽ làm việc với anh Tư và phác thảo lại chân dung giả định của Hắc Hổ nha. Rõ, rõ, rõ. Làm việc xong rồi anh Tư ghé phòng tôi chơi nghe. Dạ. Chào em. Chị là người vừa gọi điện thoại hẹn em ở đây. Dạ. Em không nhớ chị sao? Chị là cô bán chè trước cổng nhà em đó. Dạ, chị dùng gì ạ? Cho chị giao u đá nghe em. Dạ. Em nhớ rồi. Mà chị là... Đúng rồi, là chị đó. Từ nay chị sẽ là người trực tiếp liên lạc với em. Chị, như vậy chị là cảnh sát Cần Thơ hay là Vĩnh Long vậy chị? Cảm ơn em. Dạ. Dạ mời chị. Cảnh sát Vĩnh Long. Bây giờ chị em mình vừa uống vừa nói chuyện nha. Dạ. Có việc này tôi nhờ anh Tư giúp. Dạ, đại tá cứ nói ạ. Theo anh thì cô Lệ Lệ có biết chỗ thằng Sách đang nấu mình không? Dạ nói thiệt chứ chuyện này là chắc chắn biết ạ. Vậy thì phiền anh Tư đi dò giùm. Nếu biết Sách đang ẩn náu ở đâu thì nhờ anh Tư báo ngay nha. Dạ, báo chỗ ở Cần Thơ hay Vĩnh Long ạ. Ở đâu cũng được. Dù ngày trước em đưa tôi mà không hề biết là bao nhiêu, nhưng tôi thề là tôi chưa đụng vô đâu. Bây giờ em cứ nhận lại đi, tùy nghi sử dụng. Coi như là tôi hết trách nhiệm. Cảnh sát đang ráo riết bắt thằng Sách và Hắc Hổ. Thằng Sách thì không nói làm gì, nhưng với thằng Hắc Hổ thì em phải cẩn thận đó. Có thể nó biết những mối quan hệ xung quanh em. Anh nghĩ tôi đang cộng tác với cảnh sát hả? Tôi nghĩ vậy thì được gì cho tôi chứ. Chút tình xưa nghĩa cũ, cho nên tôi căn dặn vậy thôi. Tùy em. Tôi nghĩ vì thù thằng Sách mà nó có thể làm chừng đó chuyện, thì cái mạng giữa em với tôi chỉ là con kiến trong tay nó thôi. Tôi cảm ơn anh. Những gì anh làm cho tôi sẽ ghi nhớ. Anh cũng nên cẩn thận đó. Sao rồi? Thưa anh, tất nhiên là ba bức tranh mô tả này hoàn toàn khác nhau. Chỉ có bức tranh mô tả của Hám Sình hào hào giống Lự Trọng,
Thưa chú, Lự Trọc rất giống với Tư Chức. Nếu như Hắc Hổ giống Lự Trọc, đó là điều hiển nhiên, vì hai tên này là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng mà chúng ta cũng nên chú ý đến một chi tiết mà bác Bảy Thức đã nói, là Hắc Hổ không hề giống Tư Chức. Điều này chính là lý do Sáu Trăng có thể giấu nhẹm mối tình lem nhem của vợ hắn của một gã nào đó mà không phải là Tư Chức. Sáu Trăng chỉ là người đổ võ, vì vậy mà Sáu Trăng cư xử với Hắc Hổ không như con ruột của mình. Nhưng có thể Hắc Hổ không biết điều này mà vẫn nghĩ mình là con của Sáu Trăng, vẫn mang trong lòng một mối hận thù. Còn Tư Vịnh, anh ta khẳng định đây là gã xưng là anh hai và có ý muốn được sách qua biên giới. Thưa chú, khả năng thứ nhất, nhân vật này là có thật. Khả năng thứ hai, Tư Vịnh đang làm theo ý đồ của ai đó, giả sử như là anh ta bị ép buộc. Các đồng chí hãy nhận xét về các tự dạng giữa tờ giấy của Lệ Lệ mang tới với những tờ giấy của Hám Xịn. Thưa chú, chỉ có mảnh giấy mà sách gửi về xin tiền của Lệ Lệ và nét chữ này là giống nhau. Xuống đây. Sao lại khóc? Thôi nín đi con. Chú hỏi sao không trả lời mà lại khóc? Con muốn đi học nhưng mà má con không có cho. Trời ơi, sao lại không cho con đi học? Nhưng má con không có tiền. Chứ ba con đâu? Dạ ba con bị bệnh. Ba con bị bệnh gì? Nói chú nghe nào. Dạ, bệnh nằm một chỗ. Thôi nào, con nín đi. Ngày mai chú sẽ quay lại cho con tiền đóng tiền học nghe. Chú nói thật, ngày mai chú sẽ quay lại. Nào, cười cho chú xem nào. Cảm ơn chú. Anh ở nhà, em đi bán nha. Em đi cẩn thận nha. Ừ. Ba, có cái chú kia kìa, chú đó hồ lắm. Nhưng mà chú hứa là chú sẽ đóng tiền học cho con. Thiệt hả con? Dạ. Em không biết là chấp nhận anh như thế này là sai hay đúng nữa. Nếu như em có thai thì số phận của con mình sẽ như thế nào? Rồi còn ba má em nữa. Nếu biết quan hệ của tụi mình thì không biết ba má em có tha thứ cho em hay không. Rồi một ngày nào đó, khi con mình lớn lên, em sẽ nói sao về cha nó? Em sợ quá. Em phải làm sao đây? Anh hãy suy nghĩ lại đi anh. Em biết là anh rất yêu em. Anh có thể làm tất cả vì em.
nhưng mà cuộc sống và pháp luật đã không còn chấp nhận anh. Một chút hy vọng nhỏ nhoi của anh là chôn đời ở đồng quan này để làm lại từ đầu. Có tòa án nào nghiêm khắc hơn tòa án của nhân quả đâu? Chẳng có quan tòa nào công minh bằng quan tòa của lương tâm hết. Anh không thể để cho thằng khốn nạn nào đó gấp thang bỏ vô tay anh được. Mà chẳng phải anh dành mặt nó là lập công sao? Nhưng tại sao anh không chọn cách đầu thú rồi hợp tác với công an? Mày còn hỏi không Út? Dạ cũng đỡ rồi chú ba. Nấu ba chén còn lại một. Rồi rồi nấu ba chén còn lại tám phân chứ gì. Tao cũng bể cái ông già Siberia nhà mày. Bây giờ chú mới biết hả? Mà nghĩ coi, tao nghĩ không ra bây. Súng đâu mà nó bắn, bắn chết thằng Tú chứ. Chị Lệ nói anh có súng. Thôi chết thiệt. Nhưng mà khẩu súng đó đã bị mất rồi chú. Ủa sao kỳ vậy? Anh Sách anh không có bắn anh Tú đâu. Tội nghiệp cho ảnh. Anh chỉ nghĩ đơn giản là làm một điều gì đó để chuộc tội thôi. Nhưng tội của nó làm bao nhiêu việc tốt mà cho đủ. Đời này mà hễ có dai á, thì nó phải có lãi suất. Mà tội lỗi của nó thì lãi suất 100% mà mày. Nhưng mà đời này mà có cái gì dai mà không trả đâu. Chưa, tôi điện cho chú quá trời đó. Tao nói tao tới là tao tới, lo cái gì? Bộ có chuyện cần hả? Tôi muốn về Cần Thơ. Tôi cần một ít tiền. Nhiều không? Càng nhiều càng tốt. Mày chờ, tối thằng Bình nó đưa cho. Chắc là đủ tiền đi xe thôi. Liệu con Lệ Lệ còn tiền không nữa? Ráng chịu khó vài bữa, quen rồi thì đâu say vào đó. Cảnh sát quần dữ lắm. Mày về dưới đó không nên. Kệ tôi, cảnh sát chẳng có nghĩa lý gì hết. Cảnh sát còn phải ở sát nát tôi sao? Thôi chú về đi. Mày ăn gì chưa? Ăn rồi. Làm tôi hủ tiếu đầu đường, tôi đâu dám đút mặt vô quán. Thôi về đi. Đi kiếm chỗ nào ngủ cái đó.
Út mày Út. Út mày. Ủa. Mày làm sao chứ gặp mày khó quá. Muốn gặp phải lặn lội lên tận đây mới gặp được. Phải chịu chứ sao giờ anh Tư. Thì mua điện thoại đi. Mua cái cục bắp được rồi. Mua chỉ cái xịn. Trước kia em cũng có xài, nhưng mà mỗi lần hết tiền em quăng liền vô tủ rồi quên luôn. Mà anh Tư xuống đây chắc có chuyện gì hả? Thì nhớ bay nên xuống thăm. Sao mẹ con em khỏe chứ hả? Anh này, thì mẹ con em khỏe chứ có gì đâu. Vài năm thì mới có gì, chứ vài tháng thì ăn thua gì đâu. Hôm nay có tin về thằng Sách không? Dạ không nghe anh Tư ơi. Bây giờ em cũng không biết anh sống chết ra sao nữa. Lệ Lệ thì cô biết, nhưng mà cô kính lắm. Cô giấu anh, cô sợ anh báo công an. Nhưng mà em thấy đó, làm người ai mà làm vậy chứ, phải không? Tội nghiệp. Vết đạn bắn mà không trị á thì nó hoại tử là thấy bà thằng nhỏ rồi. Út à, thằng Sách có nói gì với em về hát khổ không? Dạ không có. Nhưng mà sao anh? Thì thâm thù tượng cứu hỷ nào đó, nó quay lại tìm thằng Sách để trả thù. Anh sợ nó giết anh Sách hả? Thằng Sách thì nó làm cái gì. Anh chỉ sợ nó thịt luôn mẹ con em đó. Chứ ông Tâm Khánh ở Cần Thơ nè, ông có quan hệ gì đâu mà nó còn giết kìa. Mà để ý coi, mỗi lần mà không tìm ra thằng Sách á thì nó làm một vụ, cho tới khi nào thằng Sách nó lồi ra thì thôi. Đúng là khốn nạn thiệt. Alo. Chị đây. Có gì em cứ nói đi. Dạ, anh Sách ảnh nhắn ba em, nói là chị chuẩn bị tiền cho ảnh, ảnh sẽ về dưới lấy. Alo. Alo, chị Lệ. Chị biết rồi. Chị còn giữ tiền của ảnh đúng không? Đúng, đúng rồi. Thiệt, cái gì chứ cái tình không có buông được anh ơi. Nghĩ tới mẹ con Út, tôi thương nó lắm. Càng lúc càng thấy trách nhiệm của mình nặng hơn. Biết làm sao được. Đời này là căn duyên, phần số, là nợ nần. Anh ba, đêm tôi nằm tôi suy nghĩ lại, tôi thấy cần phải nói với anh đó. Nói gì? Thằng Hắc Hổ nó sẽ tìm về, nó sẽ ra tay tàn độc với những ai có liên quan, cho tới khi nào thằng Sách nó lú đầu ra. Lại với Tú đi, anh phải đi Cần Thơ. Dạ, chào anh. Mình còn phòng bếp không chị? Dạ còn anh. Dạ cảm ơn anh. Tôi nhìn hai đứa quen quá, hình như tôi có gặp mặt một lần rồi. Hai đứa thường tới đây lắm hả chị? Lâu lâu mới tới hả anh? Dạ.
ngoài đó. Anh Sách hả? Có phải anh Sách không? Anh về hồi nào vậy? Tôi mới về. Cô báo cảnh sát đi. Nếu muốn tôi đã báo lâu rồi. Nãy giờ tôi nghe thấy điện thoại cô reo mấy lần. Sao anh không coi thử ai gọi đi? Tiền của tôi còn không? Còn. Cô làm ơn đưa cho Út Khanh. Nói với cô ấy là nhớ cho con cổ ăn học đàng hoàng để biết cách làm người. Tôi biết là tôi sẽ chết. Nếu có gặp cảnh sát thì cô nói giùm. Tôi sẽ không bao giờ ở tù. Và cũng không bao giờ tôi từ bỏ ý định bóp nát cổ họng thằng Hắc Hổ. Cô nhớ đó. Anh Sách, anh Sách. Mọi hôm thì thằng Bình nó đi, có nghĩa là thằng kia đã về. Còn hôm nay á, vậy là thằng kia không về. Con có muốn vào phòng nó không? Dì có chìa khóa không dì? Có chứ. Dì lúc nào cũng giữ lại một chìa hết á. Ủa, con không có vô hả? Dì cho con mượn nha. Sao vậy? Nếu mà muốn vô con phải xin ý kiến nữa. Khó quá vậy. Vậy thì con cứ giữ đi, rồi mai mốt đưa lại dì. Nhưng mà nhớ cẩn thận nha. Dạ, con cảm ơn dì. Con chào dì. Dừng lại, dừng lại. Cảnh sát giao thông kìa. Mình chạy đâu có quá tốc độ mà sợ gì. Quay lại đi anh. Có gì đâu mà phải sợ mang mắt. Nói quay lại đi. Quay lại. Hắn chính là đối tượng đó. Các anh chạy một đầu để tôi đuổi theo. Ôi thằng Sướng, đứng lại. Sách, đứng lại. Các đồng chí, nó đua xe tải và nhảy xuống sông thoát rồi.
Cậu là ai? Tôi muốn gặp cháu bé. Ủa, sao hôm nay quản giáo thoải mái quá vậy? Vậy à? Là vì nó biết đố cha mày cũng không dám nhí nhố ở đây. Thằng điên hôm qua nó về. Có chuyện gì hả? Nó kêu em hỏi thăm Lữ Trọng. Không biết nó ân oán gì với thằng cảnh sát đã từng bị sa thải, thằng Sơn Con. Nghe đâu ân oán gì đó từ xa xưa. Nó biết thằng Lữ khử anh em miền Tây hồi đó. Nó biết luôn cả thằng nào chủ mưu. Mà sao anh biết? Nghe nó kể tao mới biết. Mà thằng điên lãng tử ngu như chó, bao nhiêu cái xưa nay chìm trong bóng tối thì thằng nhóc này nó moi ra hết. Tới giờ này tao còn chưa biết nó là ai. Anh ráng đi. Anh em nhắc tới anh hoài à. Bữa nào về đó nhậu một bữa cho đã nha. Mày ghé thăm bà già tao xem bà già có khỏe không. Và nói tao vẫn khỏe nghe. Dạ. Anh cố đi. Hai lần giảm án nữa là được về đó anh. Dạ mẹ rồi. Có khi là chết ở trong này luôn không chừng. Anh nói tầm bậy không? Hết giờ thăm nuôi. Dạ. Thôi anh về nha. Mời cậu uống nước. Dạ. Từ lúc sập giàn giáo đến giờ, tôi phải nằm một chỗ, làm khổ lây hai mẹ con. Cái thú bến ú, thử hỏi làm sao nuôi sống cả gia đình được. Nếu chú có lòng, thiệt tôi mang ơn chú lắm. Nhưng mà cũng chỉ được vài bữa nửa tháng thôi. Không, con nhỏ sẽ được đi học tới khi tôi tắt thở. Tôi thề với anh điều đó. Mà nè, nãy giờ nói chuyện á, tôi quên hỏi cậu tên gì vậy? Tên tôi là thằng Lẹ. Ở dưới quê người ta gọi tôi là thằng Ba Lẹ. Quê cậu ở đâu? Em ở Ao Đôi, Đồng Ông Cụ, Cần Thơ. Ao Đôi? Ủa, Ao Đôi là ở đâu? Tôi cũng dân Cần Thơ sao tôi không biết? À, đó là một cái xóm nhỏ. Nếu mà chị sống ở thành phố thì cậu biết được đâu. Trời ơi, trái đất này đúng là tròn thiệt á. Tôi dân Rạch Cá Rô nè. Chị ở Rạch Cá Rô? Ừ. À, thôi không ấy vậy. Tưởng ai đâu xa lạ. Không phải tôi thấy người sang mà bắt hoàng làm họ. Thằng Ba, mày ở lại đây đi. Bước ta hương mà, có chút tình quê cũng ấm lòng. Trước mắt thì chú mày cũng đỡ tốn tiền thuê nhà. Anh chị không sợ sao? Sợ cái gì chứ. Cái nhà này á, ta đố chú mày có lừa tao cũng không lấy được cái gì. Cái chuyện con nhỏ đó thì cho anh suy nghĩ kỹ lại đi. Còn cái chuyện của chú mày á thì chú mày cứ tính lại đi. Nếu thấy tiện á thì cứ ở lại đây với anh chị cho có anh có em. Ba, ba nói chú ở lại đi ba. Bộ mày bị đau hả? Dạ, em không sao. Em bị người ta đánh. Sao vậy? Đêm hôm lủi thủi, người ta tưởng em là thằng ăn trộm. Chàng ơi. Trời ơi, vậy thì mày nhất định phải ở lại đây với anh chị. Có tin là thằng Sơn Con nó vẫn đang tìm anh đó. Nó là thằng hậu sinh, nhưng mà biết khá nhiều đó. Nhất là mấy cái chuyện thanh trần ngày xưa, trong đó có vụ anh Hưng nữa. Alo. Mày điều tra gấp thông tin thằng Sơn Con cho tao. Chừng nào cho tao biết được. Ok, làm đi.
Chị hả? Em nè. Dạ Bình nè. Dạ ông không về đây nữa. Dạ em không biết. Dạ ông vừa báo với ba em, ba em mới cho em hay đó. Dạ. Dạ vậy đi. Thôi thì có gì em liên lạc với chị sau. Em báo cho chị biết vậy thôi, để chị đừng trách sau mà chị nhờ có chút xíu mà em lại không làm được. Vậy là sáng mai em trả phòng cho chị. Nè con. Ủa sao ba dậy sớm vậy? Mày cầm cái này đưa cho nó. Có gì vậy ba? Thì hai bộ đồ với lại một ít thuốc tây sát trùng. Thôi hôm nay con bận cả ngày rồi. Bận? phải rồi mày, bận lắm. Phải chi mày đừng có xe đi, phải chi mày đừng có cưới vợ, không phải chi mày đừng có sửa nhà sửa cửa thì mày đâu có bận. Bà thôi đi, không phải vì vậy mà con phải tiếp tay cho ăn cướp hả? Mày ra đi, mày ra đi hả cái thằng khốn nạn. La thôi sao, tôi còn muốn báo công an nữa kìa. Trời ơi cái chuyện gì vậy? Anh cãi lời mày... ngang với ba vậy? Đồ khốn nạn mất dạy quả đáng. Ba vụ gì vậy ông? Nó bình tĩnh đi ba, có chuyện gì vậy ba? Nhân nghĩa đời này là vậy đó. Ông đừng có vô lý như vậy. Ông đừng có tưởng chuyện ông làm không ai biết. Tại tôi không muốn nói đó thôi. Ông sĩ diện làm gì? Nó bây giờ cũng là con cái ở trong nhà. Đến lúc đó mà thằng Bình nó bị còng á, ông còn sĩ diện nó hay không? Tôi làm gì bị còng? Ai còng? Còng ai? Ông tiếp tay dân cướp, còng số 8, công an nó còng với ai còng nữa? Ông Khanh ơi, ông Khanh có trống không mày? Ông Khanh ra lấy mớ cá ăn nè, khỏi đi chợ. Con bầu này dám đi chợ lắm à. Mình chưa mang xuồng qua nói gì nó đi chợ, có chuyện gì không đây? Ông Khanh ơi, mày có trọng không Út Khanh? Út Khanh Út Khanh Út Khanh, trời đất ơi, sao vậy nè Út Khanh? Vậy tôi đây, anh đang ở đâu? Ba tôi gửi cho anh một ít đồ, anh cứ ở yên đó đi, tôi qua liền.
con nhỏ này. Chắc kiếp trước nó không có tu mà. Nó tỉnh rồi kìa. Cổ nó còn đỏ rần luôn kìa. Trời ơi. Ngồi dậy đi em. Út, bay sao rồi? Tỉnh rồi hả? Em nấu cháo chín rồi nè, cho nó ăn miếng nghe. Coi coi nó vậy, nó có ăn được không? Thì cứ cho nó ăn đi, được không được thì thôi. Đúng mày rồi. Đi lấy đi sao? Dạ. Đi đâu vậy? Tôi qua thăm con chút. Dẹp. Thăm cái gì? Thứ nghịch tử đó. Đi vô. Ông nghĩ lại đi ông. Tội nghiệp con mà. Nó lỡ rồi. Còn không có phước có phần thì thôi. Mình là cha mẹ mà. Dẹp. Tôi cấm bà nhắc tới hai chữ cha mẹ đó. Lời tôi nói như đinh đóng cột. Tuyệt giao. Rõ chưa? Khóc cái gì? Bà khóc tức là bà trách tôi đúng không? Đứng lại. Đi đâu đó? Bà vô trỏng á. Coi coi nó là sao rồi. Nè, bà định đi tay không vô trống á hả? Mày có nhớ mặt thằng nào không? Dạ không. Con bị ba thật giữ chặt tay chân con rồi bóp cổ con luôn. Cái giọng này á, nó phải cố tình giết mẹ đâu, mà nó tìm thằng Sách. Tôi đã cảnh báo rồi mà ông chịu nghe. Hắc hộ. Chắc chắn là hắc hộ. Tự mình ở nhà coi nó nghe. Tao đi Cần Thơ. Ê, không lo thuốc thang cho nhỏ sao cha? Không sao đâu. Con mặt đẹp lắm. Đẹp lắm con. Nghe má nói đi học về á là phải thay ra liền, để rách là không có đồ mặc đó nghe chưa? Dạ. Má, Tết con bận đồ này được không má? Cha mày, sao mà không được? Con cứ mặc đi. Tết chú ba sẽ mua cho con bộ mới. Con thương chú ba quá. Má, chú ba khóc. Ba Lệ, sao vậy em? Không sao anh. Con qua đây cho chú nghe điện thoại. Alo, anh nghe nè. Khi nào tới gọi điện cho anh ra. Nè Ly, con qua đây với ba. Dạ. Qua ba đi con. Qua với ba đi. Con đẹp quá.
Từ nay về sau con được đi học rồi. Đi xe không chú? Ở đây qua công an tỉnh nhiều vậy chú? Cho 50 đi. Trời, đây qua đó gần lấy ghê vậy. Gần đâu gần chú. Ê, cái gì qua đó mà lấy mắt chỉ vậy? Ủa, chú Tư. Thôi tôi có bạn rồi, thông cảm nghe. Chú đi thôi. Ê, thông cảm nha. Không gì, không gì. Thông cảm nghe. Chú biết không, cái thằng ác khổ á, nó cho người xuống tận chỗ mẹ con Út á. Trời, rồi mẹ con nó có sao không? Tụi nó tìm sách thôi chứ không có gì hết trơn á. Em nhỏ tuổi hơn anh mà, cứ kêu em bằng em cho thân mật. Dạ. Chừng nào anh ba về? Dạ chắc tôi đón xe về liền. Cảm ơn những thông tin quan trọng mà anh ba đã báo cáo. Nếu có gì thì anh ba cứ gọi điện thoại nha. Dạ. Đây, số này tôi đã cài sẵn rồi. Anh ba biết xài chứ? Dạ biết, hồi trước tôi cũng có. Nhưng mà có liên lạc đâu. Rồi cho ai tôi cũng quên mất rồi. Mà thôi, không giúp được gì rồi, nhận ngại quá. Không, anh ba phải giữ, vì không phải lúc nào cũng kịp chạy lên đây đâu. Số lưu ở trong đó là số của tôi đó. Anh ba nhớ liên lạc, nhưng đừng để cho ai biết. Xin phép hỏi chú rồi cô Út nó... Anh ba cứ về, không có gì đâu. Anh ba cứ về đi, em chịu trách nhiệm mà. Dạ. Người bảo vệ có mặt chưa? Tốt. Không bao giờ rời xa mục tiêu nha. Bà tôi gửi anh đó. Ba nè, tao thấy phiền chú Hai với mày quá, nên mày nói giùm với chú Hai. Từ bây giờ tao tự lo được. Nhưng bây giờ anh ở đâu? Cũng gần nhà trọ thôi, cách đó hai con hẻm. Rồi anh định trốn như vậy hoài sao? Anh càng trốn tụi nó càng có cớ gấp lửa bỏ tay người đó. Tao biết tao không có bốc lên được đâu, giữa cột là chắc. Nhưng mà tao muốn tự tay bóp nát cái cổ của thằng chỗ mã rồi. Vì điều gì? Pháp luật không cho phép. Quản bảo quản là đúng. Nghĩa là tao với nó, nó lấy người khác để trả thù tao là không được. Còn tao trả thù vì những quan hồn và cho lễ lễ chỗ khanh nữa. Rồi rốt cuộc ra sao cũng được. Nhưng anh, nhưng chắc gì là tụi nó hỏi làm hết. Tao khác tụi nó là ở chỗ đó. Tao sẽ điều tra những gì nó gây ra thì nó phải chịu. Được. Tôi về. Khoan đã, cho tao gửi lời thăm chú Hai. Về đi. Đông Mông Cổ quá xa, để đạt được tính cơ động của nó quả thiệt là rất khó. Chính vì vậy mà thằng Sách đã bỏ trốn. Như vậy thì nguy hiểm cho mẹ con của Khanh quá. Phải thừa nhận là tụi tôi phục thằng Hắc Hổ sát đất. Thằng Sách á, nó thông minh và gian manh một, thì Hắc Hổ gian manh tới 10. Tụi tôi vừa lần ra dấu vết của thằng Sách ở thành phố. Dạ. Nếu đại tá đã nói như vậy rồi thì tôi cũng xin nói thiệt luôn. Để quý vị để ý cái chỗ cha con của hai thợ hồ nữa. Chú Tư có vẻ có khiếu điều tra đó. Sách đã nhờ hai thợ hồ thuê nhà, nhưng hắn chỉ ở đó một hôm rồi đi biệt. Chú Tư à,
Tôi định nhờ chú Tư một chuyện, không biết là... Đại tá à, xin đại tá cứ nói đi. Tôi góp công để chuộc tội. Được như vậy thì chú Tư xuống động ông cổ, lấy cái cớ là xuống thăm mẹ con Út Khanh, rồi chú nán lại để mắt tới cô ta một chút. Cái cốt lõi vấn đề là để nắm thông tin. Dạ, tôi hiểu rồi. Với anh Tư là chỗ thân tình thì cô ta sẽ bộc bạch gì đó. Dạ đại tá à, nó thương tôi lắm. Tính tôi thì xè xòa, thích kết thân mà. Nếu như không còn gì nữa thì chú Tư có thể ra về. Dạ, tôi sẽ xuống đồng ông cậu liền. Tôi cảm ơn chú Tư trước nghe. Dạ đại tá, đây là bổn phận của tôi mà. Chào đại tá. Nếu Tư Vịnh lên thành phố tìm sách thì hắn chính là hắc hổ. Alo, Thu Ba hả? Cháu nghe đây, hãy bám sát tên sách cho chú. Vô mày, vô mày. Vô. 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 Uống cạn nha. Em nha. Tại sao chú đô quá vậy? Vô đi, ngồi đi. Vô mày. Ai mà biết được cái quán này lại ngon như vậy. Tụi bay cứ tự nhiên đi. Vũ tao lo. Cố gắng nha. Đi đâu đây cả? Tụi bay ngồi chơi đi, tôi đi xả lũ. Dạ. Đại ca là ai vậy? Thằng cớm bị sa thải. Nghe nói là mày tìm tao. Mày tưởng là mày đủ số hả? Hả? Ông có làm tôi với ai không vậy? Có thể, nhưng đáng thể có thể suy được tất cả. Không cần biết hiểu lầm hay không. Nghe nói mày vô tù tìm hiểu tao à? Định trả mối hận cho thằng Lữ Trọng hả? Hả? Đâu có liên quan gì tới ông. Mà ông chơi nó. Bất cứ thằng nào liên quan tới Sáu Trăng. Ông là... Tụi mày biết Tám Phước Tri Tôn không? Thằng Điền Lãng Tử là thằng ngu nhất. Chỉ có nó mới đi liếm gót cái thằng giết chết anh của nó. Ông có bằng chứng gì? Mày có tư cách gì đi hỏi tao hả? Nè, muốn gì á, kêu thằng Điền Lãng Tử tới đây gặp tao, nghe chưa? Ông cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ đậu đỏ đậu xanh nước cốt dừa hôn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn. Con gái ra. Dạ. Con chè hôn. Dạ không. Công cha như núi Thái Sơn. Ai ăn chè không? Như nước. À, má về. Chú Ba đâu con? Chú Ba có nhà không? Dạ chú Ba trong nhà. Trời ơi, sao không kêu em dắt vô cho? Thôi, nặng nề gì đâu, chị đẩy được. Da như vậy mà làm cái gì? Có sao đâu, để em. Vô mẹ biểu nè. Để em. Ai ăn chè không? Chè đậu đỏ đậu đen đây. Để mở khóa cho. Rồi anh hai để thử đi.
Bây giờ anh hai được đi chơi rồi nha. Con, có cái xe này con là đi xe tiện cho ba thiệt á. Hỏng liệt mà nằm hoài cũng thành liệt. Ba Lẹ ơi, anh cảm ơn chú mày lắm. Anh mà tự lăn xe đi được á, anh sẽ bán giấy số kiếm tiền để đỡ đần cho mẹ con nó. Anh cảm ơn chú mày lắm. Anh cứ ở nhà đem bấm quyền, biết đâu phước chủ may thầy thì sao. Ba Lẹ à, thiệt á, giờ chị không biết nói cái gì để tỏ hết lòng của chị. Giúp người là chuyện thường tình thôi chị. Chị cứ để ý làm gì. Nè con để xe cho ba đi. Dạ. Để đi. Một vòng. Đi, con đưa cho chú. Nè, hôm bữa giờ có tin của nó không? Thôi, kệ ảnh đi anh. Em cũng không còn có ý chờ ảnh quay về nữa đâu. Nói cái gì vậy? Hả? Em sao vậy? Chờ đến chừng nào hả anh Tư? Một chút hy vọng cũng không có nữa. Út à, anh thấy em ở đây không có êm đâu. Ai làm gì em đâu mà êm với lại không êm. Thằng Hắc Hổ tìm tới, em không sợ hả? Nó có thù thì thù ông Sách, chứ em với nó có gì đâu mà em sợ. Nói vậy không đợi em hả? Em khác xưa nhiều rồi. Cùng lắm thì cả mẹ con em cùng chết. Bậy. Nói bậy bạ không à. Thiệt thân em chứ thiệt thân ai? Nó từng tới rồi anh Tư à. Nói đúng hơn là thằng em nó. Nhưng tụi đầu trâu mặt ngựa đó, nói nào cũng ngay, chứ tụi nó vẫn còn lương tri. Nó chỉ hỏi qua loa rồi bỏ đi à. Thiệt hả? Nghe ghê vậy. Nếu nói ác á, là thằng Hắc Hổ, chứ thứ hèn hạ đó đố mà dám thò đầu ra gặp ông Sách để nói chuyện tay đôi. Anh hai, nếu anh sống khôn thác thiên thì nói đi, sự thật ở đâu? Tôi thề là hai viên đạn này sẽ cắm vô tim thằng là chủ mưu bắn anh. Alo, em nghe đây anh hai. Sơn nhỏ nó muốn tay đôi với mày, mày tính sao? Mẹ nó, anh để nó tôi. Sơn nhỏ, tao sẽ gặp mày để giải quyết chuyện này cho xong. Con viết chữ A bên này. Ngày xưa ông nội của chú ba, dạy chú ba học vui lắm. Con nghe nè. Ông nội nào? Ông nội của con khác à? Ừ, ba của chú ba. Được cho cô hai. Dạ. Nghe nè. O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì mang râu. Ô ơ chẳng khác nhau đâu, khác nhau chỉ mỗi móc câu trên đầu. Hay, nhưng mà không có đúng. Sao không đúng? Trứng gà đâu có tròn. Nếu chú ba dạy con o mà không tròn thì nét chữ xấu lắm. Lanh quá ha. Con viết bài lẹ đi. Ngày mai chú ba sẽ cho tiền con đi ăn chè. Cần đố chú ba con thích ăn chè gì nè. Chè gì cũng được. Chè gì thì máy tính. Nhưng mà chú đoán thử xem. Thì chè đậu xanh đánh. Sai. Chè chuối chưng. Cũng sai luôn. Thôi mà, chú ba năn nỉ. Thì chú ba cứ nói đi. Chè đậu đen. Ôi, chè gì cũng được. Sai. Con không ăn chè gì hết. Con nhớ nha, không ăn á chú ba đỡ tốn tiền. Nhưng mà chú ba phải cho tiền con. Con để dành cho má con. Chú ba sẽ cho tiền con. Chú ba sao vậy?
Chú Ba nhớ thêm ba. Sơn công, tôi không ngờ lại gặp ông ở đây. Ông tới trễ, nhưng mà không sao. Ông vẫn kiên trì tìm Hắc Hổ à? Dẫn lý do cũ thôi. Không, xin lỗi, có mấy chuyện tôi hỏi hơi quá, nhưng mà bắt buộc. Cứ tự nhiên. Ông là con rơi của Tám Phước hả? Nhưng mà là con của bà nào? Sao Thành, ông có vẻ rành lắm. Là sao? Thì để tiện xưng hô thôi. Ông bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn cứ như công an á ha. Thông minh. 29. 29. Vậy Long thua tôi 4 tuổi. Thiệt tình là tôi không rành về chuyện của ông già lắm. Nhưng mà thằng Hắc Hổ rành. Ông cứ về, nói lại với nó như vậy. Thông minh lắm Sơn con. Tôi gặp ông không có nhằm mục đích để nghe ông khen. Nghe nói ông từng là cảnh sát hả? Chỉ làm nhiệm vụ thôi. Nhưng tôi moi được thông tin từ trong tù. Từ ai vậy? Hám Sinh. Ông tin nó? Đúng, tôi tin những gì tôi biết. Ông sắp xếp cho tôi gặp lại hắn. Ê, ông gài tôi hoài vậy hả? Chuyện đó một năm trước á thì rất dễ dàng, nhưng mà bây giờ thì bó tay rồi. Thôi được, nhưng nghe nói ông rất rành về cái chết của anh tôi. Dĩ nhiên. Ông muốn gì thì mới nói ra tại sao anh tôi chết. Hắc Hổ. Quân tử đối mặt nhau là chuyện dễ, nhưng quân tử đối mặt với loại tiểu nhân bệnh hoạn thì theo tôi là khó. Anh nói đi, có phải lâu nay em là thằng sai vặt của nó không? Một loại cách cho đời chết thay mà không có một đồng cách xê nào. Cuối cùng là vì sao anh chết? Anh nói đi, anh nói cho em biết đi mà. Sao không nói vậy? Có đúng như thằng Sơn nói hay không hả? Hóa ra lâu nay tôi bị biến thành thằng ngu sao? Nhưng em thề với anh, nếu nó là thằng ném đá dấu tay thì hai viên đạn này em sẽ cắm vô đầu của nó. Thằng Điền Lãng Tử có vẻ chú ý đến chuyện của Hưng Kiều, nhưng mà nó không có vẻ gì là bị thuyết phục. Theo chú nghĩ, có thể là hắn đã không tin cháu. Cháu kể lại chuyện Tâm Phước xem. Hắc Hổ lan bạc sang Tri Tôn, thành lập băng nhóm, rồi đột nhập nhà của Tám Phước, giết cả nhà Tám Phước. Sao Trăng rất sợ cảnh sát sẽ phanh phui tất cả khi bắt được Hắc Hổ, nên lão ta đã bỏ tiền ra nhằm thâu tóm hết tất cả bọn đàn em, với mục đích chính là đánh lạc hướng các hướng điều tra. Đúng vậy, cần phải cho Điền Lãng Tử thấy được đó là cái ác chiêu của Hắc Hổ, được truyền dạy bởi người cha nham hiểm của hắn. Chú sẽ dàn dựng một vở kịch bằng thực tế. Điền Lãng Tử sẽ tỉnh ngộ, nhưng chưa chắc
hắn sẽ mượn tay con hay là ai đó để trả thù. Chúng ta phải ngăn ngừa điều này. Ý của chú là hắn sẽ trực tiếp làm? Đúng vậy. Em đây. Mày sao rồi? Không có sao đâu. Nghe giọng mày khác quá vậy? Em có uống một chút nên là tưng tưng thôi mà. Nói chuyện được không? Giờ không có gì đâu, anh nói đi. Thằng Sơn con nó kiếm mày có chuyện gì? Nó gặp tôi cũng với lý do cũ. Nó là thằng nào mà sao lại cứ tìm Hắc Hổ? Nó là thằng Cớm bị sa thải và là con rơi của Tám Phước. Giờ nó muốn tìm Hắc Hổ để trả thù. Vậy à? Nó có nói gì về chuyện của mày và anh mày không? Không. Nó không nói gì về tôi và quan hệ với anh Hưng hết. Mà hình như nó biết khá nhiều chuyện quá khứ. Và nó cũng không gặp ai ngoài Hám Sinh. Nó gặp Hám Sinh ở đâu? Ở trong tù, trại B3. Thằng Lự bị chơi vì nó liên quan tới anh. Từ tới con có chuyện té đó. Má yên tâm đi, con leo dở lắm. Đó, cẩn thận đó. Từ từ thôi. Anh hai, cả nhà đi chơi hả anh? Ủa, tôi tưởng cô chỉ bán trong hẻm. Rồi cô cũng bán chè ở đây hả? Dạ, trước giờ em bán ở đây là chính mà. Những lúc ấy mới vô trong hẻm bán. Từ từ nha. Dạo này em thấy bán ở trong hẻm cũng được, cho nên em bán ở trỏng luôn. Anh hai nè, hồi đó anh bị sao mà ra nông nổi này? Tôi bị sập giàn giáo, cho nên chấn thương cuộc sống. Rồi không tiền cho nên mới ra nông nổi này. Chứ mà mổ sớm thì... Mà anh hai nè. Dạ. Cái anh ở cùng nhà với anh á, là em ruột anh hay là em vợ anh? Đâu có bà con gì đâu. Anh em gặp nhau rồi mến tay mến chân, chứ có rụt rà gì đâu. Nhưng mà được cái á, chú ấy tốt bụng lắm. Tôi nói thiệt, nhiều khi anh em ruột cũng không có bằng nữa. Tôi với chú ấy là người dân với nhau, nhưng mà coi nhau như là anh em ruột vậy. Mà tôi nghĩ là người nào đến với mình lúc khó khăn, người đó mới là bạn mình. Nói nào nghe, con gái tôi được đi học là cũng nhờ chú ấy không á. Nè, để má còn nhà vợ cũng vui lắm. Dạ. Mà anh làm gì hả anh? Tôi không biết. Gia đình vợ con sao á, rồi bỏ đi. Tôi có hỏi mà nó không nói. Mà được cái á, tính nó thiệt thà lắm. Đúng là bán bà con xa, mua láng giềng gần, có ảnh nhà đỡ cô quạnh hơn. Hồi nãy á, tôi có nói nó ra đây chơi đi. Nó không chịu đi, nó nói là thôi, nó sửa bàn ghế đang làm lỡ tay để nó làm cho xong luôn. Cái thằng tính nó chịu khó lắm cô. Chơi tiếp đi con. Thôi anh hai ngồi chơi, em đi bán. Dạ, tôi chúc cô mua may bán đắt nha. Dạ. Dạ, chào cô. Có chân nè. Chè, 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 cho chị bịch chè chuối. Dạ đây chị. Bao nhiêu vậy? Dạ 10.000 chị. Nè. Dạ, cảm ơn chị. Chè nè con. Dạ. Cô ơi. Dạ. Cô bán cho tôi bịch chè. Anh ăn loại nào anh? Tôi đời nào ăn mấy thứ này. Cô bán cho tôi chè nào mà Billy hay ăn đó. Dạ. Chè này anh. À, còn anh chị tôi nữa, bán cho tôi thêm 2 bịch. Dạ, vậy để em để chung ha. Bao nhiêu tiền vậy cô? Dạ 30.000 anh. Đi. Cô. Dạ. Chị gì cũng được. Sáng mai cô bán cho tôi 10 bịch. Nhưng mà cô nấu riêng, đừng bán cho ai trước. Sao vậy anh? Ngày mai là giỗ của ba tôi. Dạ. Cô nhớ nghe, đừng bán cho ai trước. Dạ dạ. Lấy cô bịch cho. Dạ. Nước tiền nè con. Ai ăn chè không?
Anh ba, ở đây nè. Khỏe chú Tư? Khỏe. Có chuyện gì nữa hả? Làm sao chứ, kiểu này tụi nó lộng hết rộng ơi. Mà chuyện gì? Công an không nhúc nhích gì hết. Tụi nó được nước mò tới tìm thằng Sách nữa. Hả? Rồi con Út? Cũng như lần trước, nhưng mà lần này tụi nó có vẻ mạnh tay hơn. Còn con kia, biểu nó về là phải lại ông già, rồi về nhà luôn cho nó an toàn. Vậy mà nó bướng mới chết chứ. Cái đó để tôi tính. Bây giờ anh báo cho công an đi ha. Xong rồi báo cho tôi biết nha. À vậy ha. Thôi rồi tôi đi nghe chú Tư. Tôi đi nghe. Đi à. Xe ôm. Dạ. Chở tôi cái. Dạ dạ dạ. Dạ. Nó là chú. Tính tiền đi cô. Xe ôm. Em nghe anh. Tao đã biểu dừng, mà sao cho đàn em xuống quậy của Út Khanh? Em chưa bao giờ quá rảnh để làm chuyện tầm phào. Mày coi lại đám đàn em của mày xem. Mà em cũng chắc chắn sẽ không cần mất công để kiểm tra. Mày cãi tao à? Mày coi lại đi, thằng nào không nghe mày xử nó luôn. Anh tính làm cho tụi nhỏ bị dao động hả? Anh nên nhớ là lâu nay tụi nó vẫn tin là mình được bảo bọc. Tao biểu sao thì mày làm vậy đi. Mày muốn chống đối tao à? Không, tôi không chống anh. Anh cũng nên nhớ, nếu tôi chống là tôi đã trực tiếp ra mặt. Chứ thằng Điền lãng tử này chưa cho lén em bao giờ hết. Tùy anh. Anh Sơn ơi, có nhà không anh Sơn ơi? Anh Sơn ơi. Anh Sơn. Đứng đi. Bước vô. Mày dám mang đồ chơi theo à? Dạ. Em không dám đâu anh. Không có đâu anh. Đóng cửa lại. Qua đó. Nhanh. Dạ. Ngồi xuống. Sao? Nói. Anh đã gặp anh Hám hả? Rồi sao? Anh Hám có nói gì về em không? Chính vì vậy mà tao luôn vẽ tay với mày. Em cảm ơn anh. Em là đàn em của anh Hám. Em không dám đâu anh. Em cũng như anh, đi tìm tung tích của Hắc Hổ. Má nó, mày thì làm được cái chó gì? Dạ, cái đó thì tất nhiên rồi. Nhưng mà em có cách của em anh. Anh Sơn. Mai anh Điền kêu em về. Tụi nó mò xuống đồng ông cổ mà chưa ra lệnh. Cuối cùng là mày làm gì cho ai? Hả? Làm gì cho ai? Anh Hám nói em đi theo anh. Tại sao? Anh Hám không giải thích. Tao đố mày trong đây có cái gì? Đạn. Mấy viên thì giết được mày? Dạ em không biết. Em xin anh đừng làm vậy. Lấy cái chó gì mà tao tin mày hả? Em biết em không có gì để anh tin, nhưng mà anh cứ sai bảo cái gì được thì em nghe. Đứng lên. Đứng lên. Tao muốn thằng Điền phải tới đây xin tao, mày hiểu chưa? Dạ em cố gắng. Bí. Nhanh lên. Dạ. Nhanh. Dạ.
ghé lại trước là để thăm cô cho đúng tình đúng nghĩa. Sau đó là tôi định nhờ cô giúp cho một chuyện. Anh ba cứ nói, đừng có ngại. Trong khả năng thì tôi sẵn lòng. Chắc cô cũng biết tình cảm của con Út Khanh. Cô thử về chơi một chuyến rồi khuyên nó. Anh ba, nhưng nếu khuyên Út Khanh nó về thì tôi không dám chắc. Ý của tôi là như vậy nè. Anh ba với cô lại đây coi thử coi có hợp lý không nha. Tôi nghi là con Út Khanh không có tự nhiên mà ra đồng quan cỏ cháy để ở như vậy đâu. Không vì thằng Sách thì cũng vì cảnh sát thôi. Mà nó dính tới thằng Sách cũng nguy, mà dính tới cảnh sát á, thì lại càng nguy hơn. Mình phải tìm ra cái nguyên cớ, rồi bàn lại với nhau, phân tích cho nó thấy cái lợi cái hại. Khinh suất một chút, thiệt thân cho nó chứ không ai vô hết á. Liên hệ với anh Sách thì chắc là không. Tôi mới chính là người biết anh Sách ở đâu. Nhưng nói hai anh đừng có giận, tôi không nói ra được. Còn cảnh sát mà xài cô Út để câu anh Sách thì lại càng không. Vì họ phải chịu trách nhiệm tính mạng của nó chứ. Nói vậy cô... Anh ba có giận tôi thì tôi chịu, đừng hỏi tôi điều gì nữa hết. Con đi xuống lấy cho má lon gạo để chú ba thắp nhang nha. Dạ. À, cô ba đem chè tới nữa là đủ rồi. Dạ, em giao chè chị. Cảm ơn em. Nè, em bỏ ra giùm chị nha. Thôi, chú ba vô rửa tay đi, rồi ra thắp nhang. Đi đi em. Ba má ơi, ngày ba má còn sống, con đã làm ba má buồn. Hận thù đã kéo con vô cuộc dây trả không có ngày chấm dứt. Con đang sống đời của một con thú bị săn đuổi. Con đang lạc đường. Ba má sống khôn thác thiên, xin phù hộ cho con. Anh khỏe không? Mày có chắc là không thằng nào mò xuống đó? Anh nghĩ đi, không có em sao tụi nó dám. Anh phải trước giờ mỗi lần hám sinh tìm ai đều ghi một tờ giấy có tên trong đó đúng không? Sao mày biết? Thì anh biểu em điều tra thằng sư con đó. Nó đang giữ những tờ giấy đó, trong đó có tất cả các tên, có luôn tên anh Hưng trong đó nữa. Mày về đi, mày về nhắn với thằng hám sinh và Thanh Sơn tới đây gặp tao. Biến. Mày vẫn chưa ngủ nữa hả? Dạ, mấy hôm nay tự nhiên em khó ngủ quá.
anh có mỏi không anh? Để em bóp vai cho. Không, mày đi như vậy á, hai má con nó ở dưới làm sao mà sống hả ba lẹ? Có ngoại nó lo, em ở nhà có giúp gì được mẹ con nó đâu. Mày nói như vậy á, chứ nếu mày ở trong hoàn cảnh của tao á, mày mới thấy được vai trò của mày. Mày nói như vậy là không đúng đâu. Lo thu xếp về dưới đi. Còn nếu như ở trên Sài Gòn mà muốn kiếm việc làm á, thì cũng phải tranh thủ thường xuyên về thăm mẹ con nó một chút. Người ta nói á, tháng thì về nội, thối thì về ngoại. Mà bên vợ mày khá không? Vợ cũng được à. Ờ, mà quê vợ mày ở đâu vậy? Ở Cần Thơ, ở Âu Đuôi. Mày nói á thì tao nghe vậy thôi, chứ tao có tới đó bao giờ đâu mà biết. Mà mày đi đâu xuống dưới đó mà mày lấy vợ ở đó? Cũng buôn bán tha phương rồi gặp con vợ em. Anh là ước muốn cuối cùng của em, đừng bỏ em nha anh. Bình tĩnh đi. Con Yến bị bắt. Cô Yến nào? Tôi không biết cô Yến. Mày quên hả? Mày quên cũng phải. Nhưng nó nói nó là vợ mày. Vợ hờ. Tôi không biết cô Yến nào hết. Mày quên lẹ quá. Con Yến là cái con mà ta axit cô lại lệ. Nhớ chưa? Người ta nói trong nhờ bạn sáng nhờ vợ, mày làm được gì cho tao chưa? Ông nói mà không nghĩ tới hậu quả hả? Tao rất quan tâm hậu quả là gì. Mày chỉ cho hù tao thôi, mày còn làm được gì nữa? Không phục hả? Được rồi. Vậy tao nói cho mày nghe, từ đây sắp tới thử mà bơi tự nuôi con đi, coi như tao không có. Mày chỉ vì lời hứa giúp thằng Hắc Hổ thôi phải không? Rồi cuối cùng bây giờ nó ở đâu? Còn mày thì ngồi đây. Sao? Tôi khai. Tôi xin khai. Đừng có thề thốt gì nữa hết. Mọi thứ bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà anh có thể thề với em một điều duy nhất được không? Em nói đi. Anh có yêu em không? Anh yêu em, yêu hơn cả bản thân anh nữa. Anh có nghĩ, anh có nghĩ đến chuyện chúng mình sẽ được sống chung với nhau không? Có chứ. Anh tin là ngày đó sẽ tới. Vậy thì anh thề với em đi. Anh ra đầu thú nha. Anh còn chần chừ cái gì nữa? Chưa có đủ sao? Không, anh không thể để cho thằng khốn nạn nào đó gấp than bỏ vô tay anh được. Mà chẳng phải anh dạch mặt nó là lập công sao? Nhưng tại sao anh không chọn cách đầu thú rồi hợp tác với công an? Anh ba ơi. Ồ. Ủa, nhà đi đâu hết rồi hả anh? Anh chị tôi đưa con nhỏ đi chơi. Cô ghé lấy tiền chè phải không? Dạ. Cô đợi tôi chút. Dạ. Cô ngồi đi. Dạ. Thank you.
tôi gửi cô. Dạ em cảm ơn. Anh có hiếu ghê á. Ba anh mất lâu chưa anh? Mất lâu lắm rồi cô à. À hôm nay á là rằm tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu mà, nên chùa nào cũng đông hết anh à. Ở đây có chùa nào gần không cô? Anh cũng muốn đi lễ hả? Ừ, cuối con đường này có một cái chùa, em cũng tính đi lễ nè. Anh có muốn đi chung với em không? Thôi không phiền nữa, cô cứ đi trước đi, ngày mai tôi đi sau cũng được. Ừ. Hồi còn ở An Giang á, em nhớ mùa Vu Lan năm nào cũng tổ chức lớn hết, vui lắm. Cô quê ở An Giang à? Dạ, chỗ em mà tới núi Ông Sập có vài bước hà. Trời ơi, ngay gần xịt à. Tôi cũng là người miền Tây nè. Vậy hả? Ừ. Vậy lâu nay anh có về dưới không? Lâu lắm rồi không về cô à. Chàng ơi, sao vậy? Cái gì cũng phải có lý do cô nói chứ. Quên nữa, để tôi vô lấy cho cô ly nước. À, dạ thôi, em đi liền đó mà. Thôi, cô ngồi chơi nói chuyện với tôi một chút, để tôi bớt nhớ quê. Cô nghĩ coi, cuộc đời tôi không có bạn, quê thì không có về được. Anh nói chuyện giỡn chơi với em phải không? Chứ quê mà sao không về được, ai cấm anh chứ. Nhiều cái không nói được lắm cô ơi. Sơn Công, ở đâu ra đi? Tao đây. Mày là người đầu tiên đã thu hút được tao. Không đâu, chính là những gì mà tao sắp nói. Mày lật bài ngửa đi. Tao ngửa bài từ lâu rồi, nhưng thôi, tao nhắc lại một lần nữa, tao muốn thằng Khắc Hổ. Dĩ nhiên là được, nhưng để coi mày đưa cho tao cái gì trước đã. Ok, dẫu biết là anh mày bị thằng Hám Sinh bắn, nhưng mày nghĩ đi, một mình thằng Hám Sinh không thể nào giết chết được anh mày, đúng không? Không bao giờ. Ok, chắc mày cũng đã nghe kể, lúc thằng Hám Sinh thình lình có mặt, anh mày đã được bọn đàn em đưa đi, nhưng mà anh mày chạy không có nổi, Hám Sinh đuổi đến và bọn đàn em bỏ anh mày ở lại. Sau đó nó kết thúc việc mà nó muốn làm, anh của mày trúng mê tâm tán. Thằng Lữ Trọc chính là cái thằng bỏ thuốc. Ý mày nói anh Hắc Hổ à? Chính xác. Thằng Hắc Hổ sợ lúc đó ba đại danh ngày nào thời đó liên kết lại. Nghe mày nói tao thấy giống tiểu thuyết quá. Mày xem đi, đây là hai viên đạn, còn lại là những mảnh giấy là thông tin mà Hắc Hổ đã ngầm chỉ điểm cho Hám Sinh, những người mà hắn đã khôn khéo gây hoài nghi là đã giết chết vợ Hám Sinh, để Hám Sinh khử những kẻ đó thay cho hắn. Đây là trò ném đá giấu tay của Hắc Hổ. Hám Sinh dám đưa cho mày cái này à? Không, tao đã đổi bằng cách loại thằng Lữ Trọc. Mày đang suy nghĩ cái gì? Mày không hiểu hả? Thằng Lữ Trọc chính là người đã giết chết vợ của Hám Sinh. Nó đã đẩy anh mày, Hám Sinh, Thạch Đầu Đà vô vòng nghi kỵ nhau. Thiệt vậy sao? Sao mày thấy thú chứ? Đúng là chữ hưng khều, được giết bằng tay trái. Hắc Hổ thì có thể viết chữ bằng cả hai tay, với hai nét chữ hoàn toàn khác nhau. Cảm ơn mày, tao sẽ gặp lại mày. Đừng bỏ mạng ở đây, tao sẽ tận tay giao Hắc Hổ cho mày.
Tao chưa bao giờ là kẻ nuốt lời. Bằng cách nào? Bằng cách của tao. Không tin á thì mày cứ việc bắn đi. Ok. Chừng nào? Tao sẽ gọi cho mày. Sớm thôi. Ở đây hả? Mày vừa bỏ cái gì vô rượu hả? Có gì đâu. Để tao. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Thằng Điền Lãng Tử chết thì có liên quan gì tới mày mà mày bỏ trốn? Ai nói với ông là tôi bỏ trốn? Vậy tao xin lỗi mày. Quá ra là mày chuyển qua bến xe để sống luôn rồi. Chuyện đó không liên quan tới ông. Má mày, tao rất ghét thằng nào nói chuyện với tao mất dạy như vậy. Thằng Hải Khổ ở đâu? Tôi không có gặp ổng. Vậy thì mày có một tiếng đồng hồ. Nếu như thằng Hải Khổ không chịu đứng trước mặt của tao thì cái bánh xe này thay vì chở mày đi trốn thì nó sẽ cán qua cái thầy thú của mày. Biết chưa? Mày muốn giết tao à? Hả? Giết tao hả? Giết đi! Giết đi! Nè! Giết! Nhảy lên! Tôi bị ép. Đứng lên! Chuyện sao? Thật ra ông Điền bắn tin với Hắc Hổ. Tôi đến gặp Hắc Hổ. Nói gì? Tôi không có gặp Hắc Hổ. Một đàn em của ổng, anh ta tới gặp tôi nói là Hắc Hổ đã đồng ý ra để gặp mặt ông Điền. Chỉ có vậy thôi hả? Lúc nói chuyện á, đàn em của anh hình như nhận ra tôi, biết rõ chỗ tôi ở, biết tôi làm gì luôn. Nó đe dọa rồi nói cho tiền. Bao nhiêu? 20 triệu. Nhưng mà quan trọng á, tôi dựa vào đó tôi làm ăn.
thường á, đàn em trực tiếp quá khổ như Điền Lãng Tử, Lữ Trọc á là bất khả xâm phạm. Vậy là thằng Điền chết do chủ quan. Đúng rồi. Anh Sơn, tôi có cảm giác là tôi sẽ bị... Tao sẽ sắp xếp cho tụi nó đón mày. Trước mắt đừng có để cho bị lộ đó. Chị Yến, nghe nói mẹ chị đã đưa mấy đứa nhỏ về quê. Dạ. Chị sẵn sàng hợp tác chứ? Chị có thể bắt đầu. Ông Lự ông về ông nói với tôi là hắc hổ nhờ, mà nhờ ở đây là ra lệnh á. Tôi thì không có đồng ý. Mà lúc đó ông Lự ông đang bị giành đất. Ban đầu thì tôi không có đồng ý, mà tôi cho qua coi như là không có chuyện gì. Rồi ông Lự ông bắt đầu trở mặt. Mỗi lần tôi tỏ ý ghen tuông hay hỏi gì tới là bắt đầu ông quýnh. Ông nói tôi là con đàn bà không biết nghe lời chồng, con đàn bà vô dụng. Dạ, chị đã thỏa hiệp. Không có. Hắc hổ tới tận nhà tìm gặp tôi. Ông về hăm dọa, xong rồi ông xuống nước ngọt ngào. Ông nói rồi kế hoạch là tôi tới chỗ nhà chị Lệ, Lệ là tay không, rồi ông Lự sẽ cầm tới một bình nước lạnh pha ớt thôi, chủ yếu là chỉ để hù. Chứ tôi không biết trong đó là axit thiệt. Khi tôi biết mình phạm tội rồi á, là lúc tôi bị bắt phải làm theo nhiều thứ nữa. Ai trong số này là hắc hổ? Sơn con biểu mày đón xe ôm chạy qua hai ngã tư có đường rẽ vô xóm. Anh Sơn đợi mày ở đó. Đi đường với các buôn, tụi đàn em hắc hổ đang tìm mày. Báo cáo, thủ đã vào bẫy. Ai ăn chè không? Chè đậu đỏ, đậu xanh đây. Cô ơi, bán cho con bịch chè. Con ăn chè nào? Dạ chè này. Đợi của con. Cảm ơn cô. Chạy! Đưa lại!
đưa tay đây. Đi. Đi lên. Lên xe. Báo đây, báo đây. Tên nóng ở đây. Báo đây, báo đây. Chú, mở hàng cho con tờ báo đi chú. 12 giờ trưa rồi còn mở hàng cái gì mày? Dạ, con muốn chú mở hàng lại. Như vậy còn được. Dạ, chú mua báo gì chú? Cho một tờ. Đây, tới này đi. Dạ. Mấy ngàn con? Dạ, 6 ngàn. Nè, chú gửi. Dạ. Cho con thêm 5 ngàn nè. Dạ, con cảm ơn chú. Dì ơi, lấy con bịch chè này. À. Rồi, của em. Dạ. Anh đọc gì mà chăm chú quá vậy? Anh ba. Anh đọc gì mà chăm chú quá vậy? Cô ba, cô bán hàng có được không? Dạ, ngày nào cũng như ngày nãy mà anh. Không ai ở nhà sao anh? À, hôm nay là ngày đầu tiên anh hai tôi đi lấy vé số. À. Mà ngày mai cô nhớ qua mua ủng hộ để cho anh ấy vui nha. Dạ. Có chuyện gì sao anh? Cô ba. Dạ. Hình như mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt trước thì phải. Dạ. Hình như hôm nay anh ba động lòng trắc ẩn gì phải không? Mà cũng động lòng thiệt. Tôi muốn đi chùa. Ừ hen. Anh ba nhắc em mới nhớ á. Hôm nay ở bên chùa có thuyết pháp đó anh ba. Ừ, tối mình gặp nhau nha. Dạ em đi nha. Cô ba. Dạ. Tối nay cô nhớ đi sớm nha. Dạ. A Di Đà Phật. Tôi biết chư vị Phật tử đến chùa đem theo không ít nguyện vọng. Cô ba, đứng ở ngoài này nghe được rồi. Có người xin phúc lộc, có người cầu sức khỏe, có người xin được bình yên, có người thì cầu hiển đạt cho mình, cho con cháu, thậm chí cho cả cộng đồng, và còn rất nhiều lời cầu xin khác nữa. Nhưng xin thưa rằng Đức Thích Ca Mâu Ni không hề có tiền. Dạ. Không hề có sức khỏe, không hề có công danh để cho bất cứ một ai. Điều duy nhất mà Ngài có thể cho chúng ta là hai chữ giải thoát. Chỉ hai chữ giải thoát thôi. Nhưng nếu ai ngộ ra sẽ thấy rất rõ ràng là trong cõi ta bà này có hằng hà sa số những u mê. Dạ. Trói chặt con người. Đấng Chí Tôn đã căn dặn chúng ta sống phải tự biết quá dài. Nếu lấy ẩn báo quan thì quán đó sẽ tiêu tan, còn nếu lấy quán báo quan thì quán đó sẽ còn mãi, mà không ai khác hơn là chính ta. Chính ta mới là người có thể tự giải thoát chúng ta ra khỏi vòng lẩn quẩn của sự u mê. Anh ba. Cô ba, cô uống nước đi.
Dữ hôn, hồi nãy giờ mới nhớ tới em đó. Ông thầy giảng hay không chịu nổi luôn. Cô bà biết không, tôi đúng là một thằng khốn nạn. Anh nói gì mà em không hiểu? Thiệt, tôi đã từng giết người để trả thù cho cái chết của cha tôi mà lúc nhỏ tôi đã từng chứng kiến. Sau Trăng rất giỏi võ, tôi biết là không đánh lại ông ta nên đã đánh thuốc mê và giết hết cả gia đình họ. Biết rằng cô Ngọc, con của chủ tiệm vàng Kim Bảo, có cảm tình với tôi lợi dụng mối quan hệ này để xin vào làm việc, mục đích là sẽ trộm vàng rồi đi tìm Lệ Lệ, cả hai sẽ trốn sang biên giới sinh sống. Ai dè bọn phú lợi như biết được ý định của tôi, hắn tiếp cận ép tôi hợp tác với chúng. Nếu không, chúng sẽ tố giác việc tôi giết gia đình Sáu Trăng. Lúc đầu tôi cũng không biết tại sao phú lửa lại biết, giờ thì tôi biết phú lửa là đàn em của Hắc Hổ, nên mọi việc làm đều có sự sai khiến của Hắc Hổ. Đầu tiên nó ép tôi phải đánh lừa công an về thời gian sẽ không, vì vậy khiến công an không kịp trở tay, chính tôi cũng bị bất lợi. Tôi mới trói tôi lại vào sát hại cả gia đình Kim Báo và cũng định giết tôi. Tôi tạo hiện trường giả đổ tội cho tôi. Tôi đã tìm cách thoát ra, cướp lấy súng, giết hết đám phú lửa, lấy hết số vàng của tụi nó, rồi tìm cách thoát thân. Tôi lên thành phố tìm tung tích của Lệ Lệ. Trời xui đất khiến sao mà gặp được cô ấy ngay những ngày đầu tiên lên thành phố. Lệ Lệ trước đây là người bạn thổi nhỏ, là người yêu cũ của tôi nữa. Tôi thuyết phục Lệ Lệ theo tôi, nhưng vì biết tôi đã cướp tiệm vàng nên Lệ Lệ phản đối và cứ muốn tôi ra đầu thú. Tôi hoàn toàn thất vọng và sụp đổ. Thì không hiểu sao chú Hai Thọ xuất hiện, rồi sau đó là chú Bảy Đắc. Hai chú ấy là anh em kết nghĩa với ba tôi, nhưng ba tôi xem như là ruột rà, thấy hoàn cảnh hai chú nghèo khó và túng thiếu nên bị nhóm Tư Le ép làm cho họ. Tôi muốn hai chú có cuộc sống bình yên nên đã cướp xe ngân hàng. Đây là một ý tưởng khốn nạn nhất mà tôi biết mình sẽ trả giá cho hành động giả mang đó. Có hối hận thì đến giờ cũng không còn ai trở lại được nữa. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ mọi chuyện là do trùng hợp, nhưng bây giờ tôi biết có một bàn tay dơ bẩn cố đẩy tôi gây thêm tội ác. Sao anh cũng nói chuyện này với tôi? Anh không sợ? Sợ gì hả cô? Đằng nào thì số phận của tôi cũng đã an bài rồi. Tôi chỉ muốn tìm một người nghe tôi bày tỏ những uẩn khuất của mình như một lời sám hối. Chỉ có như vậy thì tôi mới nhẹ lòng. Sao anh không đi đầu thú? Chỉ đến khi nào kẻ giấu mặt đó trả giá dưới tay tôi thì tôi mới thôi. Ai? Hắc Hổ.